khát khao bao nhiêu ngày tháng. Và anh giữ nắng ấm, anh giữ những cơn mưa, để hoa mãi mãi thắm xanh với tình anh. Một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm. Và anh giữ gió rét không để gió bay qua, sợ lạnh em thức giấc bởi anh quá yêu người. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé. Người không vui anh sẽ mang thiên đường chốn vui. Người không vui thiên đường cũng không vui. Người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé. Vì yêu em anh hai sao trên trời mang về. Cho em vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Một cuộc đời hiến dâng cho vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm. Và anh giữ gió rét không để gió bay qua, sợ lạnh em thức giấc bởi anh quá yêu người. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé. Người không vui anh sẽ mang thiên đường chốn vui. Người không vui thiên đường cũng không vui. Người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé. Vì yêu em anh hai sao trên trời mang về. Vì yêu em cuộc đời chỉ cho em. Vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé. Người không vui anh sẽ mang thiên đường chốn vui. Người không vui thiên đường cũng không vui. Người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé. Vì yêu em anh hai sao trên trời mang về. Vì yêu em cuộc đời chỉ cho em. Vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Vì yêu em cuộc đời chỉ cho em. Vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Dài khăn đông quê hương
đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tớ. Tớ sẽ duyên lòng mang thắm đầy nhưng thật thà. Đời thương cho anh vui sống bên tiên Nga. Ôi cao đẹp thay tấm lòng thủy chung. Trên dương gian thương biết bao cuộc tình, chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo. Anh thấy lòng sao xuyến đắng cay, anh thấy lòng yêu mến em thì. Anh đang mong chờ em tới, xin cưới vào mùa xuân. Cho đời anh thành chồng hiền, em sẽ là vợ duyên. Đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tớ. Tớ sẽ duyên lòng mang thắm đầy hiền thật thà. Trời thương cho anh vui sống bên tiên Nga. Ôi cao đẹp thay tấm lòng thủy chung. Đầu năm qua lá xôn xao nở như đón chào. Giờ em tiên đón năm nay duyên nợ thế nào. Phần nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời làm nên giai ngẫu. 12 con giáp anh đây cầm tinh quý mùi. Nhìn tay em đón năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, từ này dường số lắm con. Muốn cho duyên tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ chàng ấy, chính là anh đây. Tài năng tiên đón như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người.
xa xôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tức liều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với tấm liều tranh. Rồi mình đi kiếm yêu xanh về kết làm anh, rồi mình xin khóm chúc xin chồng hết chung quanh. Qua dương qua cúc qua mai nào khác chia tranh, ban mai mình ngắm màu qua, đêm đêm mình ngắm chị hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Tấm lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào em ơi. Tấm lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào em ơi. Tấm lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn một đàn con xinh, tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một đất liều tình. Đời mình đẹp mãi có anh và em, đời mình đẹp mãi với cướp liều tranh. Trai gái một nhà sống chung, thỏa lòng ngày đời đêm mong. Hôm nay Quỳnh Thường vui chung một nhà, kính chào khách quý gần xa về đây sum họp chan hòa cùng vui. Nhà gái nhắn nhủ đôi lời, kẹo nước hạnh phúc kính mời hồi hôn. Ngày vui biết nói gì hơn, cảm tạ quý vị hai cháu Vân Thường và Như Quỳnh trân trọng biết ơn mọi người. Thưa quý vị, sinh ra và lớn lên trên hai quê hương Vũ Tây và Phú Sơn, cùng với nơi sinh sống và Phú Đế, song trời đã khéo xe duyên suy khiến hai cháu Vân Thường và Như Quỳnh gặp nhau tại thủ đô Hà Nội. Mến nhau về tài, chồng nhau về đức, bên chàng trai Vũ Tây, cô gái Thảo Như Quỳnh có một ước hẹn đến một ngày kia cùng với Vân Thường, Quỳnh được chung mẹ, chung cha, chung chân, chung gối, chung tình thủy chung sớm tối đi về. Kính mời vị trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai, thay mặt nội ngoại tộc gia đình nhà trai, cũng là thay mặt cha mẹ thân sinh cháu Vân Thường, đôi lời phát biểu trình lễ ân hỏi và lễ xin cưới hai cháu Thường và Quỳnh. Trân trọng kính mời đại biểu. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các cụ công các bà, gia đình hai gia đình bốn họ, được sự nhất trí của hai bên gia đình và sự đồng thuận của hai cháu, hôm nay gia đình họ nhà trai chúng tôi gọi là có cái lễ ăn hỏi cùng là lễ xin cưới. Hôm nay dâng lên gia đình họ nhà gái để cho các cụ ông các bà chứng kiến cái sự trưởng thành của hai cháu. Và nhân đây tôi xin trân trọng giới thiệu là gia đình họ nhà trai chúng tôi gồm có các cụ ông các bà, cô dì chú bác nội ngoại của cháu Thượng, hôm nay cùng đến đây chung vui và cũng đến đây dâng lễ để chúc phúc cho các cháu trăm năm hạnh phúc. Gia đình chúng tôi rất biết ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình họ nhà gái, và chúng tôi cũng xin thông báo rằng tất cả những nội dung thì nhờ anh MC trong chương trình hôm nay sẽ dẫn chương trình. Và trong buổi đêm nay chúng tôi cũng xin thông báo luôn và xin kính mời các cụ công các bà, ngày mai là ngày mà chúng tôi đã được xem ngày lành tháng tốt để đón cháu về gia đình họ nhà trai làm lễ kết hôn cho các cháu. Đúng 11:25 chúng tôi sẽ xin đón cháu tại họ nhà gái để về hôn trường họ nhà trai làm lễ để kết hôn cho các cháu. Gia đình chúng tôi cũng xin trân trọng kính báo và cũng xin kính mời tất cả các quý vị đại biểu, các cụ công các bà cùng dẫn cháu về họ nhà trai để làm lễ kết hôn cho các cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi trực tiếp
điều khiển nén hỏi nén cưới và cũng là bậc cao niên nhất trong dòng tộc họ Lương, là họ sinh thành ra cháu Như Quỳnh. Thưa quý vị, với tấm lòng nhiệt tình nhất, được sự ủy thác của cha mẹ thân sinh cháu Như Quỳnh và cầu mợ chú bác cô dì của cháu, cho phép tôi, người đang dẫn chương trình, được thay mặt nội tộc cũng như ngoại tộc xin trân trọng cảm ơn tấm lòng thiệt tình của gia đình họ nhà trai đã thiệt tình có lễ ăn hỏi lễ xin cưới để hai cháu phi cổ bất thành kim. Sau đây chút nữa sẽ chính thức trình gia tiên ngồi ngoài gia đình nhà gái chúng tôi để hai cháu ngày mai chính thức hôn nhân sẽ duyên tình chồng vợ. Xin trân trọng cảm ơn đoàn đại biểu gia đình nhà trai nói chung và cha mẹ thân sinh của cháu Văn Thượng. Thưa quý vị, tôi xin trân trọng mời hai bà tham gia sinh ra cháu Văn Thượng và cháu Như Quỳnh trở ra trước nghe hỏi lễ xin cưới hai cháu trước diễn đàn. Bao nhiêu hân hoan cùng với em, tay đàn trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dần cho em. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có anh và có em bên nhau, ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ngày vui hạnh phúc có anh và có em bên nhau, ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Anh lặng im dưới ban thờ, và quanh chúng ta là vui sướng tràn hòa. Tình duyên nhỏ bé thành đôi ước mơ già, bao nhiêu tóc tơ giờ đây đang kết xe. Ta bên mình nhau rồi đi suốt con đường, đưa ta suốt đời về nơi xứ thiên đường, về nơi tổ ấm nhớ ơn đức cao vời, ơn mẹ Maria. Người yêu ơi, ơi tay nắm tay rồi đời thôi vắng tanh lẻ loi kết đôi rồi, từ nay nồng ấm đời thôi hết u hoài, ơn mẹ Maria. Ôi tình chân gối toàn thể quý vị, nhắc đến câu chuyện tình cập bến của hai em thì tất cả quý vị chúng ta cũng đã biết rằng một năm bắt đầu bằng một mùa xuân thì tình yêu cũng bắt đầu bằng tuổi trẻ. Mà nếu như mùa xuân đã mang lại sự hưng thịnh cho những sinh linh và vạn vật thì tuổi trẻ cũng mang lại tình yêu và hạnh phúc cho mỗi chúng ta. Tạo hóa đã ban cho tất cả quý vị, đặc biệt chúng ta có một trái tim nhưng chúng ta chỉ có nửa yêu thương,
và chúng ta phải đi tìm nửa yêu thương còn lại của trái tim kia. Và hôm nay đây, cặp Biên Ương Văn Thượng và Như Quỳnh đã không thể thoát khỏi cái tạo hóa muôn đời đó. Chàng trai tài hoa Văn Thượng được lớn lên và sinh ra tại thôn Đại Hải, xã Phú Tây, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, và người con gái xinh đẹp Như Quỳnh sinh ra lớn lên tại quê hương xã Phú Lễ, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Và hai em đã biết nhau qua ngọn đèn sáng tỏ, và họ đã yêu nhau qua ánh mắt nụ cười. Và hôm nay đây, được sự có mặt của tất cả quý vị đại biểu, quý tân khách đã có chút thời gian công việc cuối năm bận mải của gia đình, mặc dù thời tiết cũng có những cơn mưa bay bay, nhưng với những tình cảm quý vị trở về đây để chăm lo và sưởi ấm cho mảnh vườn tình yêu của hai em được ngày thêm xanh tốt. Và nhận lời mời của gia đình, nhận lời mời của ông Bùi Cao Bằng và bà Hà Thị Ngọt, những người làm chương trình chúng tôi đặc biệt cùng với anh em trong ban nhạc Mùa Xuân, chính thức họ đến từ các xã huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Và trong buổi tối ngày hôm nay, cùng với kỹ thuật âm thanh ánh sáng, trung tâm tổ chức tiệc cưới sự kiện chuyên nghiệp Minh Huyền đến từ quê hương xã An Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, là một lần nữa sáng ngời trên quê hương mảnh đất Vũ Tây của chúng ta, và cùng nhau long trọng tổ chức chương trình lễ thành hôn chúc mừng cho Văn Thượng và Như Quỳnh trong buổi tối ngày hôm nay. Và trong buổi tối ngày hôm nay, quý vị sẽ cùng mang những lời ca ca ngợi về quê hương đất nước con người, ca ngợi về tình yêu đôi lứa và ca ngợi về biển đảo xa xôi. Và nhằm tối 27 tháng 1 năm 2018, tức là tối 11 tháng 12 năm Đinh Dậu, là tối hạnh phúc nhất để quý vị có thể chứng minh và minh chứng cho mảnh vườn tình yêu của hai em được ngày thêm xanh tốt. Và giờ phút này đây, cánh cửa phòng hoa của gia đình nhà trai chúng tôi đã được mở rộng, được đón tiếp sự có mặt của tất cả quý vị. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự lớn nhất đối với gia đình. Vậy ban tổ chức chúng tôi thay mặt cho tất cả 6 anh em đoàn viên trong ban nhạc Mùa Xuân xin gửi tới toàn thể quý vị, anh chị và các bạn một bữa tiệc ca nhạc với một chủ đề gia hội tình yêu em muốn sống bên anh trọn đời, để chúc mừng lễ thành hôn của Văn Thượng và Như Quỳnh trong buổi tối ngày hôm nay. Xin phép chính thức được bắt đầu. Vâng, và xin chân thành cảm ơn tất cả các em trong ban nhạc Mùa Xuân sẽ cùng đồng hành với MC Ngọc Trang đến từ hương xã Phú Lạc, thành phố Thái Bình, và cùng với này tất cả quý vị sẽ cùng chìm đắm trong một chương trình hạnh phúc. Để mở đầu chương trình chúc mừng cho ngày vui hạnh phúc hôm nay, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng uống nước, uống thuốc và xê chầu ăn bánh kẹo ngon. Và để mở đầu chương trình, xin mời giọng hát của ca sĩ Hồng Nhật xin được trân trọng và kính mời. Trở về với chương trình văn nghệ mừng hạnh phúc trai và trẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay sau đây, Hồng Nhật xin được gửi tới tất cả quý vị đang có mặt trong buổi cưới một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, bài hát được mang tựa đề Nếu Em Làm Như Tình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
quý vị. Vâng, xin chương trình Hồng Ngọc đã cùng mở đầu chương trình chúc mừng cho ngày vui hạnh phúc hôm nay với một bản tình ca rất là sôi động, Nếu Em Là Người Tình. Và xin mời toàn thể tất cả quý vị cùng bà con cô bác sẽ cùng nhau chúc mừng cho hai em Thủy Chung, Chu Thủy sát son một lòng. Mình sao vui cả đời rồi. Mình chẳng
quý vị, anh chị và các bạn một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Thuận Yến, ca khúc được mang tên Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng do sự trình bày của Ngọc Trang và Hồng Nhật. Xin mời quý vị một tràng vỗ tay để chúc mừng. Nhìn ông tươi, ông cười rồi.
rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô, vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xuôi rồi đó. Không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miệng xa, khai lấy đăng quang vũ trụ trong đẹp. Hoàng hôn cao sang quyền quý,
đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ai đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng nợ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Xin kết duyên đôi mình. Thưa các cụ, cô các bà, nội ngoại tộc bốn họ, khách quý đôi bên cha mẹ, lãnh đạo và bạn đồng nghiệp của cơ quan, hai cháu Văn Thường và Như Quỳnh, cũng như bầu bạn nam nữ đồng môn đồng tuế của Quỳnh và Thường có mặt tại lễ Vu Quy tại quê hương mến khách mến người thôn Văn Đích, xã Vũ Đế hôm nay. Thưa quý vị, sau năm tính tháng chọn ngày, đến giờ đẹp nhất giờ này đón dâu. Như một câu quan họ đến hẹn là nên, thống nhất với gia đình họ nhà cái trong khúc ca Chung Con Chung Cháu lễ ăn hỏi Quỳnh và Thượng ngày hôm qua. Hôm nay, cha mẹ thân sinh cháu Văn Thượng, phi cổ bất thành kim, có câu chầu, mẹ có chiếng nón bài thơ là lễ vật và quà, và Văn Thượng có đóa hoa tươi thắm làm quà trao cho người vợ trẻ. Kén giờ đẹp nhất giao cho trưởng đoàn thay mặt nội ngoại tộc về với Man Đích Vũ Lễ gia đình cháu Như Quỳnh trong lễ Vu Quy hai cháu Quỳnh và Thượng hôm nay. Tình như này, một tràng pháo tay thật dài chúc mừng. Mời hai bà mẹ đưa cháu Văn Thượng trở vào đón cháu Như Quỳnh, hai cháu làm lễ cao nhất gia tiên, xin mời. Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đàm đền. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thảo hiếu tròn. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, con phải nhớ tổ tiên, em phải nhớ đáp về. Xin tiếng sương này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng, xuân về dâng lên. Hai bà mẹ và hai cháu Văn Thượng và Như Quỳnh đứng trước diễn đàn lễ Vu Quy chào các cụ bà, khách kính quý, trai gái trẻ già xa gần trưa nay.
hồi cưới dành tràng pháo tay chúc mừng Văn Thường Như Quỳnh hạnh phúc và đầy vui vui. Xin mời. Chuẩn bị con đã giờ này đứng bên hai bà mẹ chào khách quý quý và giờ này xin mời chàng trai bên bờ sông Trà Lý sinh ra tại Đại Hải Vũ Tây chuẩn bị đón nhận phút giây sung sướng hạnh phúc nhất. Xin mời hai cháu chuẩn bị trao hoa cưới cho nhau, ngập ngừng hoa cưới trên tay trao Quỳnh thượng nghĩ giờ này là mơ thật rồi, Quỳnh tưởng giấc mơ bởi vì hạnh phúc thượng trà và Quỳnh trông hai cháu lên bờ thành chồng đẹp duyên đôi nữa, vui lòng mẹ cha một tràng trao tay nữa thật dài chúc mừng. Cảm ơn quý vị, chào hoa cưới hôm nay hòa trao tình chung thủy, mong hai cháu mãi mãi là dề thảo dâu hiền và giờ này thắt chặt tình thương gia, mong tình cảm hai con mình tròn vành vành như trên nón bài thơ. Tôi xin mời bà mẹ thân sinh cháu Như Quỳnh buộc quay nón trên nón bài thơ và cùng với mẹ nhà thân sinh các bạn trường chào cháu Như Quỳnh hôm nay. Tròn vành vành như trên nón bài thơ, chiếc ống kính ghi hình của nhiếp ảnh gia Thanh Soan, ống kính ghi Thanh Tuấn, hai bà mẹ đang sát sàn tình thương gia cuộc với nón trên nón bài thơ và cùng chào cho nhau này chương trình hôm nay. Trưởng đoàn đón dâu thay mặt ngồi ngoài tàu, thay mặt cha mẹ thân sinh cháu Văn Thường chính thức phát biểu xin dâu, trân trọng kính mời. Đại diện cho cơ quan chính quyền địa phương hai xã Vũ Tây và Vũ Lễ, được sự nhất trí của gia đình chúng tôi và được sự cho phép của ủy ban nhân dân hai xã, gia đình chúng tôi được tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu tại gia đình họ nhà trai. Thật đúng là trăm năm mới có một ngày, một ngày mới có một giờ là đây. Bây giờ đã là giờ chúng tôi xin phép được đón cháu về họ nhà trai, về thay mặt cho gia đình họ nhà trai. Chúng tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em nội ngoại cùng bạn bè của hai cháu về tại gia đình họ nhà trai chúng tôi để làm lễ và chúc phúc cho hai cháu. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính mời. Đèn trăng treo tút trên cao, ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta sống du con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, được tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về,
vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Quý vị kính thưa tân quý khách, chắc hẳn quý vị chúng ta đang chìm đắm trong một ngôi nhà hạnh phúc. Vậy trong buổi trưa ngày hôm nay, với một tiết trời mưa bay bay, nhưng với tình cảm của tất cả quý vị đã cùng trở về đây chăm lo sưởi ấm cho mảnh vườn tình yêu đôi đứa của anh em được ngày thêm xanh tốt. Với phong tục cổ truyền của người Việt Nam chúng ta, khách đến nhà pha trà mời khách, mà khách sơ trà em hát cho khách nghe. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Văn Thượng và Như Quỳnh sẽ cùng đứng dậy, và xin mời hai bác sẽ cùng đứng lên để cùng hai em rót chén trà với hương vị trà miết của quê hương Việt Thuận, thành phố Thái Bình. Kính dâng lên hai bác đã sinh thành ra hai em có được ngày hôm nay. Vâng, xin mời hai bác xin nhận chén trà của hai con của mình, và xin mời quý vị một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai bác và chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Xin mời quý vị chúng ta cùng nâng lên tay những ly nước trà xanh để chúc mừng chú rể và hút điếu lá thơm cho hồng má cô dâu. Đúng là trong ngày vui hạnh phúc hôm nay thì thông gia như ruộng hiền bờ, mà bên mong nhận rể bên trời nhận dâu, hai em ý hợp tâm đầu, hai họ đã bắt nhịp cầu chung vui. Và giờ phút này đây, xin mời tất cả quý bà con cô bác sẽ cùng chuẩn bị những tràng pháo tay thật đồng nhận để chúc mừng cho tân đăng tân gia nhân Văn Thượng và Như Quỳnh, với lời cảm ơn chân thành nhất từ phía hai con, cũng như gửi tới người cha người mẹ của mình đã có mặt tại hội trường cưới và ngồi hàng ghế trang trọng trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay lớn để chúc mừng cho hai bên gia đình. Vâng, xin chân thành cảm ơn bác và xin chân thành cảm ơn cô dâu và chú rể. Xin mời hai bác và hai em ngồi xuống để ban tổ chức chúng tôi long trọng tổ chức chương trình lễ thành hôn chúc mừng cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Tất cả quý vị, người người nhà nhà đang vui đón Tết, khi những bông mai bông cúc đang đua nhau hé nở, khi những con chim con nhãn đang trao nượn giữa bầu trời, là mùa xuân của đất nước con người, là mùa xuân của cỏ cây hoa lá, đặc biệt là mùa xuân của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lễ thành hôn của hai em Văn Thượng và Như Quỳnh trong buổi trưa ngày hôm nay được chứng kiến dưới sự hương thơm của cỏ cây hoa lá, dưới những âm thanh man mát nhẹ nhàng của nàng quê, với những tình người vấn vương đã cùng trở về đây để chúc mừng cho duyên mới hạnh phúc trăm năm. Vậy ban tổ chức chúng tôi thay mặt cho những người dẫn chương trình, thay mặt cho năm thành viên trong ban nhạc mùa xuân, xin được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của Văn Thượng và Như Quỳnh xin phép chính thức được bắt đầu. We'll be right back.
lời xin chân thành cảm ơn năm thành viên trong ban nhạc mùa xuân sẽ cùng đồng hành với đại em Sinh Ngọc Trang đến từ đường xã Phước Lạc, thành phố Thiệu Bình. Và ngay giờ phút này đây, với một nghi thức quan trọng đầu tiên mà ban tổ chức chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chứng kiến giây phút trang hoàng lộng lẫy này. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời song thân phụ mẫu của hai bên gia đình. Vâng, xin được nhiệt liệt chào đón sự có mặt của hai bác sẽ cùng bước lên sân khấu trong bây giờ. Xin được trân trọng kính mời hai bác. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, sở dĩ ban tổ chức chúng tôi mời hai bác không ra cũng như hai em lên sân khấu để quý vị có thể chứng kiến giây phút hạnh phúc trang hoàng, hạnh phúc nhất. Vâng, xin mời hai em sẽ cùng đứng lùi về phía dưới một tí vì sân khấu hơi chật. Và xin mời hai bác sẽ cùng đứng lùi lên một trên một tí, đứng lên trên. Vâng. Toàn thể quý vị, đúng là thông gia như ruộng liền bờ, mà bên mông nhà rể bên trời nhận dâu, hai em ý hợp tâm đầu, hai họ đã bắt nhịp cầu chung vui. Vậy xin mời hai bác thông gia sẽ cùng bắt tay nhau để chương trình làm lễ giao con. Và đặc biệt ra mắt toàn thể quý vị, chúc mừng cho tình thông gia mặn mà về bền vững. Vâng, xin mời hai bác. Chính quý vị một tràng bắt tay lớn ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và sau khi hai bác đã cùng bắt tay nhau thì chứng tỏ rằng hai bác hôm nay đã cùng chung một nhịp cầu từ hai bên Vũ Tây và Vũ Lễ, sẽ cùng chung một huyện và cùng chung một tình. Với những tình cảm đó thì tất cả quý vị sẽ cùng chứng kiến giây phút trang hoàng nhất của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin mời hai em lại bước lên trên một bước và sẽ cùng hướng sang bên phía tay phải của mình. Vâng, và sẽ cùng lần lượt di chuyển cầm tay nhau để đến những thầm bánh đa tô ngọt ngào hạnh phúc, để hai em tiếp cùng nhau chia sẻ ngọt bùi và cắt những tầm thắp bánh đa tô hạnh phúc trên một chiếc xe chở đầy tương lai và hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cầm dao để cắt bánh á. Và xin mời quý vị một tràng pháo tay lớn để chúc mừng với chương trình rất nhiều và các bạn trong ngày hôm nay. Hai em đã cùng chung tay để cùng chia sẻ ngọt bùi và sẽ cùng hướng tới một lâu đài hạnh phúc. Và quý vị một tràng pháo tay lớn đi ạ. Vâng, xin mời quý vị. Vâng, và tiếp tục tầng bánh thứ hai và tầng bánh thứ cuối ạ. Và xin lưu ý với các em nhỏ là tất cả các thắp bánh đa tô này bây giờ ban tổ chức chúng tôi sẽ phát cho tất cả các em nhỏ đấy ạ. Cho nên các em nhỏ phải chú ý và lưu ý ở lại để còn nhận bánh ạ. Xin chân thành cảm ơn hai em. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng di chuyển sang bên phía bên trái của ban tổ chức với tôi. Giây phút căng thẳng nhất của chú này. Xin mời hai bác thông cảm cho cháu đi đứng lùi về đây ạ, để sân khấu có phần chặt ạ. Và xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng gửi tới một nghi thức thứ hai, đó là nghi thức rót rượu sông banh. Vâng, với một tháp rượu rất là hạnh phúc được đong đầy với những tình cảm của hai em, xin mời chú rể sẽ cùng cầm chai sông banh đầu tiên. Vâng, rất nhẹ nhàng tình cảm vì chai sông banh này có một cái sức ga rất là mạnh. Và chú rể sẽ cùng vặn cái sắt. Vâng, nó có một cái sắt đấy ạ. Và yêu cầu chú rể đứng ở phía giữa này ạ. Cô dâu đứng nhích này đây ạ. Và tôi sẽ hướng dẫn từng bước một để cho chú rể lưu ý. Và tí nữa chai sẽ kia sẽ thực hiện lần lượt như vậy. Vâng, cái này vặn ra. Và khi vặn thì cái sắt này mở lên. Và trong khi vặn thì phải lấy tay dí thế này ạ. Không, nó sẽ phủ rất mạnh và nắp thật nhẹ để cho chai trong mạnh có thể phụt. Nó có thể phụt đến tận dưới chưa? Tất cả quý vị đang đứng phía dưới này đây ạ. Vâng, chú rể bắt đầu ạ. Vâng, mở sắt ra các ạ. Vâng, đấy đúng rồi đấy ạ. Sau đó mở cái sắt ra. Vâng, cho cái sắt lên trước ạ, cho cái sắt lên trước. Vâng, cứ bỏ tay ra. Vâng, cẩn thận, con này bật nắp luôn lên ạ. Vâng, bây giờ bịt ngón tay vào. Và bây giờ nắp thật nhẹ, chung tay với cô dâu. Chung tay cùng với cô dâu. Và nắp thật nhẹ và lấy tay ngón cái vẩy cái nắp lên, nó sẽ phụt với một tốc độ rất là xa. Xin quý vị chuẩn bị cái này khoảnh khắc tuyệt vời này. Vâng, xin mời hai em sẽ cùng nắp nhẹ để cùng chung nhau chia sẻ vui mừng và đong đầy thắp ly hạnh phúc. Xin nào nắp chai mở ra thì hai em mới được rót ạ. Vâng, xin mời chú rể bật nắp chai ạ. Vâng, được rồi, xin mời hai em sẽ cùng đong đầy thắp ly kia ạ.
Vâng, cái chai này do nhà sản xuất hơi bị lỗi tí nên quý vị thông cảm. Và đây là giây phút căng thẳng hồi hộp nhất của hai em sẽ cùng đong đầy những tắp ni xung quanh. Và sẽ hai em sẽ cùng chung một giọt máu nào. Và những viên đá khói sẽ cùng đưa tất cả hai em cho vào một tương lai và hạnh phúc. Vâng, và xin mời anh Luận sẽ cùng rót bốn chai và yêu cầu cô dâu và chú rể ghi chai thứ hai, chúng ta sẽ cùng thực hiện những nghi thức như vậy. Vâng, tiếp tục chai thứ hai sẽ được đong đầy với những tình cảm của hai em. Và hai em sẽ cùng lưu ý để lại một ít ở phía chai và sẽ cùng đong đầy vào bốn cái chai phía cốc ở phía dưới ạ. Vâng, và sẽ rót vào bốn cái cốc ở phía dưới. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng kính dâng rượu lên người cha người mẹ của mình. Và xin mời hai bác sẽ cùng nhận chén rượu của hai con của mình cho bà gửi chúc ạ. Và xin mời hai em sẽ cùng cầm ly rượu của mình lên. Vì sân khấu nó có phần chật hẹp cho nên là nghi thức của chúng ta biểu diễn rất là đang trong. Và xin mời hai em sẽ cùng đứng trên phía trên này. Và xin mời hai bác sẽ cùng đứng sang bên cạnh ạ. Vâng, và bây giờ giây phút hạnh phúc nhất của hai em đó là chương trình ly rượu ra môi. Xin mời hai em nhất cùng quay lại nhau và đan tay vào nhau ạ. Vâng, đan chéo vào nhau ạ. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, nếu mà em là ly rượu cay thì anh chưa uống hết đã say trong lòng, mà nếu mà em là ly rượu hồng anh nguyện uống cạn để say suốt đời. Xin mời hai em nhất cùng ra mắt toàn thể quý vị một chương trình ly rượu ra môi. Vâng, xin mời hai em nhất cùng nhấc môi và xin mời quý vị một tràng pháo tay để chúc mừng. Và xin mời hai bác sẽ cùng kính dâng lên bốn cái cốc được chạm vào nhau để chúng ta chúc mừng cho anh em và chúc phúc cho hai bên thông gia. Vâng, xin mời hai bác sẽ cùng chạm bốn cốc vào nhau và quý vị một tràng pháo tay để một lần nữa chúc mừng ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn hai bác và xin mời hai bác sẽ cùng nâng nhấp môi một tí để cùng chúc mừng với hương vị ngọt ngào này ạ. Vâng, vẫn uống được, vẫn thoải mái ạ. Vâng. Vâng, xin chân thành cảm ơn hai bác và xin chân thành cảm ơn em và xin mời hai bác và hai em cứ đứng lên đó và ban tổ chức tôi lại tiếp tục chương trình. Và ngay giờ phút ở đây thì một chương trình hạnh phúc nhất đó là cô dâu và chú rể sẽ cùng trao nhẫn cưới cho nhau trong ngày vui trong đại hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời. Tiên Dương đã cùng trao cặp nhẫn cưới đúng hôn trong ngày vui hạnh phúc hôm nay ạ. Và quý vị một tràng pháo tay lớn này chúc mừng cho em đây ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn em và xin chân thành cảm ơn bác và xin mời hai em và hai bác sẽ cùng trở về vị trí ban đầu để chúng ta chuyển sang chương trình tiếp theo ạ. Cắt bánh và rót rượu đã được thành công trọn vẹn. Mặc dù tất cả quý vị chúng ta cùng chứng kiến giây phút vừa rồi với những tâm trạng của tất cả quý vị cũng như tâm trạng của những người chúng tôi đứng trên sân khấu thì hai chai xung quanh vừa rồi cũng có một phần lỗi trong nhà sản xuất. Và trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ cùng chuyển sang chương trình 2, đó là một chương trình văn nghệ, là một nhịp cầu nối những bờ vui. Văn nghệ là đóa hoa tươi, là sức sống của con người Việt Nam, đó là một món ăn không thể thiếu được trong tất cả các chương trình, đặc biệt là chương trình đại hỷ. Và mở đầu chương trình trong ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu và kính mời giọng hát của ca sĩ Hồng Nhật. Xin được trân trọng và kính mời. Mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của ban tựa đề Vùng Trời Bình Yên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Phương xin chân thành cảm ơn chương trình của Hồng Nhân đã mở đầu chương trình chào mừng em với một ca khúc mang tên Vùng Trời Bình Yên. Và để tiếp tục chương trình chào mừng em, chúc mừng cho hai em, xin gửi tới các thầy quý vị anh chị và các bạn một nhạc phẩm ca khúc rất sôi động được mang tên Tình Yêu Không Lời. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Cảm ơn quý vị đã cùng hợp đồng các buổi trường cưới. Và xin mời quý vị một tràng pháo tay lớn để chúc mừng cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Ở nhà chồng, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn thay mặt gia đình họ nhà gái có đôi lời phát biểu ý kiến để chúc mừng cho anh em khi bước vào đời riêng. Vâng, xin được trân trọng và kính mời bác. Kính thưa quý vị đại biểu thân khách, kính mến, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại của hai gia đình cũng như bạn bè
thân thiết của hai gia đình hai cháu. Qua thời gian tìm hiểu của hai cháu Như Quỳnh và Văn Thiện, đến đây đã chín mùi. Hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như chính quyền hai xã Phú Sơn và Phú Tây đã cho phép hai cháu được tổ chức lễ thành hôn. Trong buổi tổ chức lễ thành hôn hôm nay, hai gia đình tôi rất phấn khởi được đón đông đủ quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác đã đến dự buổi lễ thành hôn của hai cháu tôi thêm phần long trọng. Sự có mặt đông đủ này, đây cũng là một tình cảm đặc biệt, một sự yêu ái đặc biệt dành cho hai cháu chúng tôi. Thay mặt cho gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin mời các bác sẽ cùng trao quà cho cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc. Đó là một món quà của gia đình để chúc mừng cho hai em trong ngày vui hôm nay. Và tiếng vui là người ý cười của... Vâng, xin mời anh Nhân và anh Đương là hai em nuôi của chú rể Văn Thượng sẽ có món quà trao tặng cho hai em. Xin mời hai anh sẽ cùng lên cùng một lúc để cùng trao quà cho hai em. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh. Và để tiếp tục chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh trai của chú rể Văn Thượng. Vâng, đó là anh Cao đang công tác tại Nhật Bản và ủy quyền đã cho bạn gái của mình. Vâng, xin mời em Tình sẽ cùng đứng lên để chào tặng cho ngày vui hạnh phúc của Văn Thượng và cùng với Như Quỳnh. Xin được trân trọng và kính mời em Tình. Vâng, là bạn gái của anh trai chú rể đấy ạ. Vâng, đó là cũng là chuẩn bị làm chị dâu đấy ạ. Vì anh Cao đang công tác ở bên Nhật Bản cho nên là đã gửi quà để chúc mừng cho ngày vui hạnh phúc của hai em. Xin chân thành cảm ơn. Và xin được quý vị một tràng vỗ tay lớn để chúc mừng cho món quà của anh Cao là anh trai của chú rể Văn Thượng. Mặc dù công tác ở xa nhưng hôm nay thì anh em như thể chân tay mà rách lành đùm bọc giờ hay đỡ đần. Hôm nay em đi xây dựng gia đình thì anh cũng có món quà chúc mừng cho hai em. Được sự ủy quyền của anh trai thì bạn gái của anh Cao đã cùng đứng lên, đó là em Tình, cùng gửi tới món quà đặc biệt thiêng liêng này. Vâng, xin chân thành cảm ơn món quà của anh trai chú rể. Và để tiếp tục chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời em gái của chú rể Văn Thượng, đó là em Thoa, cũng có món quà trao tặng cho anh chị của mình. Xin được trân trọng kính mời em Thoa. Vâng, xin chân thành cảm ơn em Thoa là em gái của chú rể Văn Thượng. Và kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi vừa nhận được một tin rất là nóng bỏng, đó là món quà của anh Đương đã được trở về trường cưới của gia đình. Vì anh có công tác bận ở xa nên bây giờ hiện tại anh mới có mặt tại gia đình và anh sẽ cùng đứng lên để trao quà cho hai em. Xin được trân trọng kính mời anh Đương ạ. Và xin quý vị một tràng vỗ tay lớn để chúc mừng cho món quà tình cảm của các anh nuôi đã cùng gửi những tình cảm đặc biệt nhất của mình để chúc mừng cho ngày vui hạnh phúc ạ. Vâng, cảm ơn quý vị. Và món quà vật chất anh trao như món quà tình cảm lại còn cao hơn nhiều. Xin mời chú rể cô dâu sẽ cùng đứng dậy để gửi tới quý vị một nụ hôn ngọt ngào êm ái để chứng tỏ rằng lòng trung thủy của chú rể sẽ được chứng minh và minh chứng với những tình cảm của tất cả quý vị có thể nhìn thấy nụ hôn ban ngày. Vâng, xin mời dùng mắt. Vâng, chắc tí muốn nhìn vào đôi mắt ấy cho nên là dùng mắt trước. Và xin chú rể cười tươi lên một tí ạ. Vâng, và hai tay sẽ cùng để vào chỗ mềm nhất của cô dâu. Chắc hôn nhiều được quen thì sao bảo phát đẻ luôn. Và xin mời cô dâu sẽ cùng để tay lên chỗ giặt nhất của đứa này. Không biết rồi, vâng, mồm chép chép bên kia là cũng muốn hôn rồi. Và sẽ cùng với ban tổ chức chúng tôi để gửi lại một nụ hôn giao mùa. Quý vị có thể chứng kiến là một khoảnh khắc giao mùa. Mùa có những bông mai bông cúc đua nhau hé nở. Mùa có những con ong đang tìm mật. Mùa có những đôi trai tài gái sắc sẽ cùng gửi tới một nụ hôn ngọt ngào và êm ái. Xin mời hai em sẽ cùng tự nhiên. Và xin mời quý vị chúng ta một tràng vỗ tay để chúc mừng cho cô dâu và chú rể cùng với tôi đến 3, 2. Vâng, giả vờ từ tí thôi mà đã đòi hôn rồi. Đếm lại 2.
2, 3, 1, xin mời. Ôi, xin chân thành cảm ơn anh em. Và xin phỏng vấn cô dâu một tí, em có biết hạnh phúc lớn nhất của người vợ là cái gì không? Không biết trả lời thì rất là nguy hiểm. Phỏng vấn không biết bảo không mà khó thì bảo khó. Vâng, cô dâu chắc biết rồi đâu ạ, nhưng mà quý vị chắc không đoán đâu. Hạnh phúc lớn nhất của người vợ là như thế nào? Được chồng yêu thương ạ. Vâng, quý vị một tràng vỗ tay để cổ vũ cho cô dâu. Và hạnh phúc lớn nhất của người chồng là như thế nào? Hạnh phúc lớn nhất của em là vợ em được hạnh phúc ạ. À, vậy là tôi đã hiểu ý của chú rể rồi. Tức là vợ hạnh phúc thì chồng mới hạnh phúc đúng không ạ? Và hạnh phúc lớn nhất của người vợ thì tôi chia sẻ với lại tất cả quý vị, đó là ôm chồng thật lâu, hôn chồng thật sâu, mà thỏ thì một câu: tiền của anh giấu đâu đưa cho em giữ. Vâng, đến hạnh phúc lớn nhất đúng không ạ? Đúng là như vậy đấy quý vị ạ. Chồng là cái giỏ nhưng vợ là cái hòm, để bảo vệ một khoảng lớn kinh tế trong gia đình. Thì đúng là quý vị chúng ta cũng đã biết rằng, muốn cho kinh tế nhanh giàu, sinh đẻ kế hoạch là câu ghi lòng. Vợ về vợ nói với chồng, mỗi cặp vợ chồng chỉ đẻ một hai con. Xin chúc cho hai em bằng giờ này sang năm sẽ sinh một quý tử, và 5 năm sau sinh một bé gái. Bé gái học ở trường dân ca Cao đẳng Bắc Linh, còn bé trai học ở trường Đại học Y Thái Bình. Vâng, xin chân thành cảm ơn em. Và kính thưa toàn thể quý vị, quay lại với chương trình Văn nghệ chúc mừng cho anh em trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì vừa rồi quý vị chúng ta đã cùng lắng nghe một lời phát biểu cùng vị đại biểu đại diện gia đình nhà gái. Và giờ phút ở đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện gia đình nhà trai có đôi lời phát biểu ý kiến và cảm ơn quý vị trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời bác. Hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự cho phép của chính quyền địa phương, gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu thuộc bà Quỳnh tại gia đình. Với sự có mặt đông đủ của quý vị đại biểu, của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè xa gần của hai cháu về đây cùng vui chúc phúc cho gia đình chúng tôi. Và gia đình chúng tôi xin mời các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà mời thuốc, mời nước và cùng chung vui với gia đình chúng tôi. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Vâng, và xin chân thành cảm ơn bác đại diện gia đình họ nhà trai vừa rồi đã có đôi lời phát biểu để chúc mừng cho hai cháu khi bước vào đời riêng. Vâng, lời vàng nó ít hiểu nhiều mà đôi ta nghe thấy những điều nhắn khuyên, đâu đây là chú rể hiền và đâu đây dâu thảo chọn đường bách niên. Và để quay lại với chương trình văn nghệ, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một tuyệt đỉnh song ca sẽ được chứng kiến trên sân khấu, đó là giọng hát có anh Đức Trung cùng với ca sĩ Hồng Nhật với một bản tình ca, ca khúc dân ca quan họ Bắc Linh, chầu cầu quan họ. Vâng, xin được trân trọng và kính mời. Và Đức Trung xin gửi tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Đức Liên, bài hát được mang tựa đề Chầu Cầu Quan Họ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
trân trọng cảm ơn quý vị. Vâng, xin chân thành cảm ơn giọng hát của Đức Trung và Hồng Nhật với một bản tình ca rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Miên, ca khúc được mang tên Chầu Cầu Quan Họ. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng là ơn muốn họ trồng cây hạnh phúc, lan huệ hai nhà vun đắp gốc tương lai, đẹp thay trúc mọc bên mai và đẹp tình chồng vợ như hoa nhài tỏa hương. Chương trình văn nghệ của chúng tôi còn rất nhiều, nhưng vì công việc buổi chiều chưa xong, xin các quý vị cảm thông bước được ca nhạc tạm dừng tại đây. Chỉ cần